Sáng nay, ngày 19 tháng 10 năm 2022, hãng Mitsubishi đã tổ chức sự kiện ra mắt mẫu xe ý tưởng hoàn toàn mới mang tên XFC Concept. Đây là mẫu xe concept chưa từng được giới thiệu ở bất kỳ sự kiện nào khác trên thế giới. Đúng như tin đồn từ trước đó, Mitsubishi XFC Concept thuộc phân khúc SUV cỡ B. Đây là phân khúc xe mà hãng Mitsubishi hiện chưa góp mặt tại thị trường Việt Nam. Được phát triển phù hợp với nhu cầu của thị trường Đông Nam Á, XFC Concept hướng đến việc mở rộng dải sản phẩm của Mitsubishi ở khu vực này. Theo hãng Mitsubishi, XFC Concept sẽ đại diện cho mẫu xe thể thao đa dụng, SUV cỡ nhỏ thế hệ mới. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic siêu quen thuộc của hãng Mitsubishi, XFC Concept sở hữu những bề mặt sắc nét, bắt đầu từ biểu tượng 3 viên kim cương ở mặt trước, kéo dài sang hai bên và phía sau. Điểm nhấn ở khu vực đầu xe của Mitsubishi XFC Concept là cụm đèn pha hình chữ T. Trong đó, cụm đèn chiếu sáng phía trước kết hợp đèn hình chữ L ở phía trên với dải đèn LED định vị ban ngày bên dưới. Ngoài ra, xe còn có lưới tản nhiệt cỡ lớn với mắt lưới hình tổ ong màu đen bóng và cụm đèn sương mù hình lục giác nổi bật trên cản trước. Hai bên sườn xe đều có những đường dập gân dập nổi khỏe khoắn và ốp bánh trước sau ấn tượng. Thêm vào đó là camera kỹ thuật số thay cho gương chiếu hậu truyền thống và bộ vành la răng với thiết kế khí động lực học. Tuy nhiên, những chi tiết này dự kiến sẽ không được đưa lên phiên bản thương mại của Mitsubishi XFC Concept. Ở khu vực bệ cửa còn có thêm ốp tổ ong màu đen bóng giống lưới tản nhiệt. Vòng về phía sau, chúng ta sẽ bắt gặp cụm đèn hậu của xe, cũng được thiết kế hình chữ T giống đèn pha. Ngay cả cản sau tích hợp cụm đèn hình lục giác cũng giống với cản trước. Bên trong Mitsubishi XFC Concept là không gian nội thất hướng đến sự thoải mái và tiện dụng. Mặt táp lô được thiết kế trải rộng theo phương ngang giúp người lái cảm nhận những chuyển động của xe trên địa hình gồ ghề và cải thiện tầm nhìn phía trước. Trong khi đó, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm được nối liền với nhau, nằm trải dài trên mặt táp lô. Những trang bị nội thất đáng chú ý khác của Mitsubishi XFC Concept bao gồm màn hình cảm ứng hình lục giác nằm ở cụm điều khiển trung tâm, cần số thôn dài, nút bấm khởi động máy và cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Tuy nhiên, những trang bị này nhiều khả năng cũng sẽ không xuất hiện trên phiên bản thương mại của xe. Cả hai hàng ghế của Mitsubishi XFC Concept đều được bọc da pha nỉ, phối hai màu trẻ trung. Hãng Mitsubishi khẳng định mặc dù XFC Concept là SUV cỡ B, nhưng vẫn mang đến không gian nội thất rộng rãi, đặc biệt là khoảng duỗi chân hàng ghế sau thoải mái hàng đầu phân khúc. Hiện hãng Mitsubishi chưa công bố thông số kỹ thuật cụ thể của XFC Concept, bao gồm kích thước, trang bị và động cơ. Chỉ biết rằng, xe có khoảng sáng gầm cao cùng 4 chế độ lái, bao gồm bình thường, đường sỏi đá, đường bùn lầy và đường trơn trượt. Đây cũng là mẫu xe Mitsubishi đầu tiên có chế độ lái đường trơn trượt nhằm phù hợp với nhu cầu sử dụng tại khu vực Đông Nam Á và tăng tính an toàn trên những cung đường ngập khi mưa lớn. Được biết, hãng Mitsubishi đã thực nghiệm lái xe hơn 4.000 km để chắc chắn rằng mẫu xe này đáp ứng tốt nhất điều kiện giao thông ở Việt Nam. Theo ông Taka Okato, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Mitsubishi Motor, phiên bản thương mại của XFC Concept sẽ chính thức ra mắt khu vực Đông Nam Á, nói chung và Việt Nam nói riêng vào năm tài khóa 2023, tính từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024. Trong tương lai, hãng Mitsubishi còn có kế hoạch bổ sung phiên bản điện hóa cho mẫu xe này ở khu vực Đông Nam Á. Ngoài Đông Nam Á, hãng Mitsubishi dự định sẽ bán mẫu SUV cỡ B mới này ở nhiều thị trường khác trên toàn cầu, như Nam Á, châu Mỹ Latin hay châu Phi. Mitsubishi hy vọng mẫu xe này sẽ trở thành sản phẩm chủ lực của hãng trong tương lai, tương tự Xpander. Trong kế hoạch trung hạn của năm tài chính tiếp theo, Mitsubishi sẽ trình làng thế hệ mới của Triton và Pajero Sport. Bên cạnh đó, hãng cũng sẽ giới thiệu hai mẫu SUV hoàn toàn mới, một trong số đó chính là phiên bản thương mại của Mitsubishi XFC Concept. Mitsubishi XFC Concept sẽ được trưng bày trong triển lãm ô tô Việt Nam, VMS 2022 diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, SECC, thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 26 đến 30 tháng 1 không tới đây. Cũng từ ngày 26 tháng 10 năm 2022, khách hàng có thể đặt trước mẫu xe này tại các nhà phân phối ủy quyền của Mitsubishi Motor Việt Nam trên toàn quốc.